Tiếp tục chuyên mục nâng cấp limousine cho xe. Nhân vật chính ngày hôm nay đó chính là em Kia Carnival đến từ Bình Phước. Đợt trước thì khá có lên một xe Kia Carnival ở Bình Phước luôn, nhưng mà ngoại thất của nó là màu đen, bên trong là màu nâu bò. Còn riêng xe này á, bên trong là màu trắng kem, hơi bị sang luôn nha. Nói sơ về gối độ của xe này á, là một gối độ nó cũng là đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng khá là đầy đủ đấy, rất là sang. Đây, mời các anh em xem cái nội thất ở bên trong nha. Đó, đổi sang nguyên tông màu là trắng kem luôn, nhìn nó sang thật sự luôn. Riêng cái gói nâng cấp này á, khá tâm đắc nhất đó chính là cái kiểu may nè, anh em nhìn xem kiểu may mới đẹp sang nha. Rồi, nếu như anh em có nhu cầu nâng cấp limousine thì hãy suy nghĩ ngay đến kiểu may này nha, hơi bị đẹp luôn. Bây giờ Khá sẽ review sơ qua về gói nâng cấp cho xe Kia Carnival ở Bình Phước này nha. Đầu tiên là phần tắp bi cửa thì đã được đổi sang nguyên cái màu kem luôn đó. Cái này là có sự phối hợp giữa bọc da và sơn. Sơn là ở phần ngay giữa này là sơn nè, còn lại phần trên, phần dưới là bọc da nha. Rồi ngay giữa thì bên Khá dập lỗ kết hợp với đường may tạo điểm nhấn nha. Phần khoang ghế tài phụ và tắp lô trên, tắp lô dưới con ngựa thì cũng được bọc da toàn bộ. Và ghế tài phụ thì được may theo kiểu dáng limousine nè. Đó, rất là đẹp nha. Đúng là lên cái xe màu trắng nó rất là sang nha anh em. Phần sàn á, thì xe này là làm sàn carbon thôi, kết hợp với nhũ bạc. Đó. Phần ốp cửa lùa thì làm lên cái ốp cửa lùa màu đen, nhìn nó rất là sang. Xe này thì kết hợp hai tông màu giữa kem và đen, đó, hơi bị sang luôn. Phần trần xe nè anh em, đó, trần xe thì khá rất là thích cái dạng mà trần da lỗ như thế này nha. Thì trần thì nó có hai loại nè, một loại là da lộn và thứ hai là da cùng với cái da mai ghế luôn nhưng mà được dập lỗ. Thì lên cái trần da dập lỗ này nhìn nó sang hơn cái trần da lộn rất là nhiều đó. Xe này á, thì còn làm thêm một cặp bàn ăn chỉnh điện nè. Đây, anh nhấn cái là cặp bàn ăn chỉnh điện nó chạy ra liền nha. Đó. Chúng ta có thể là làm việc, uống nước đó, để laptop. Đây là sạc không dây để là ly nước, không xài thì bấm vào thôi, nó rất là tiện. Rồi tiếp theo nữa, trên trần là bố trí một cái màn hình, đó, màn hình ốp trần, bấm cái là nó chạy ra nha anh em. Màn hình ốp trần này nó được kết nối với cái màn hình trung tâm ở phía trước. Ở phía trước nó chiếu cái gì là ở phía sau nó sẽ hiển thị cái đó luôn nha. Không xài thì chúng ta bấm gấp gọn lại. Đó. Tiếp theo, đây là cặp ghế chủ tịch, đó, cũng là trung tâm của gói nâng cấp limousine này nha. Đây là cặp ghế Ripto 4.0 phiên bản Pro đó. Rồi Khá sẽ review sơ qua về cái tính năng của cặp ghế 4.0 Pro này nha. Đó, nếu như anh em có theo dõi những clip mà Khá review thì không còn xa lạ với cặp ghế Ripto 4.0 Pro này nữa rồi. Rất là hot và được rất là nhiều anh em lựa chọn nha. Chúng ta ngồi trải nghiệm cái là thấy nó êm ái, thấy nó khác biệt ngay. Trên màn hình này á, thì nó có rất là nhiều cái tính năng mà chúng ta có thể tùy chỉnh nha, có điều khiển bằng tiếng Việt luôn. Đây, điều chỉnh lên xuống, có nhấn thử nè, lên nè, xuống nè, đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt luôn. Hồng My ơi, em đây. Ghế đi lên. Ghế đi lên. Đó. Tức là khi mà cái màn hình này á, nó vẫn còn là đang trong quá trình chạy xuống chạy lên thì chúng ta không điều khiển giọng nói được. Ngưng hoạt động. Ngưng hoạt động. Đó. Ghế đi xuống. Ghế đi xuống. Đó. Rồi, tiếp tục nội dung rất quan trọng trong clip ngày hôm nay mà Khá muốn chia sẻ với các anh em, đó chính là bảo hành chính hãng và sản phẩm chính hãng. Tại vì sao? Thời gian gần đây á, là bên Khá nhận rất là nhiều thông tin liên hệ khách hàng. Khách hàng liên hệ cho đến Rotu để bảo hành cái sản phẩm limousine này, bảo hành linh kiện, nhưng mà sau khi check ra thì không phải sản phẩm chính thống, cho nên bên Khá bắt buộc phải từ chối. Mà điều này bên Khá đã thông báo rất là lâu, rất là rõ, rất là nhiều lần với khách hàng luôn rồi. Thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là chúng ta, vẫn là khách hàng. Cho nên Khá muốn nói sâu, nói nhiều vào để cho khách hàng mình tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định mua
sản phẩm Hồng Y Limousine. Đó, phải điều tra, phải kiểm tra, phải check thật là kỹ để đảm bảo là sản phẩm chính hãng, để chúng ta được hưởng bảo hành chính hãng miễn phí nha. Đây là quyền lợi của anh em. Tại vì sao? Một số shop hiện tại họ bán những sản phẩm không chính hãng, không chính thống đó, cho nên họ cứ là cứ bán ra thôi, rồi sau đó là tính sau đó, rồi sau đó khi khách hàng quay lại thì là không có linh kiện, không phải sản phẩm chính hãng thì không được bảo hành thay thế đó. Khá thật sự là Khá cũng rất là muốn giúp nhưng không biết giúp như thế nào. Tại vì cơ bản là bên Khá muốn bảo hành một sản phẩm linh kiện nào đó, bên Khá cũng phải gửi đến nhà máy Hồng Y đó, thì chắc những thông tin mà đúng như vậy, đúng là của bên Khá phân phối ra thì Hồng Y họ mới là gửi những linh kiện về để bảo hành, còn không đúng là họ không gửi đó. Thì những cái linh kiện này là không thể mua ngoài được nha anh em đó. Cho nên là gì, ngày hôm nay Khá sẽ chia sẻ làm sao để nhận biết được sản phẩm Hồng Y chính hãng và không chính hãng, không chính thống nha. Đầu tiên á anh em, là anh em nhìn xem nè, trên cái màn hình cảm ứng á, là nó có giao diện bằng tiếng Việt luôn nè. Đó, đây, giao diện bằng tiếng Việt luôn nha. Anh em nhìn xem nè, giao diện chính, điều chỉnh lưng ghế, điều chỉnh lên xuống, gác chân, gối đầu. Đó, tất cả nó là giao diện bằng tiếng Việt. Bên góc phải màn hình nó có logo Hồng Y. Đó, Hồng Y nè. Rồi nó có giao diện tiếng Việt như thế này. Đó là hàng chính hãng nha. Cái thứ hai nữa là có thể khả năng là điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt. Còn những cặp ghế mà bán từ những đơn vị khác không chính hãng á, thì nó không có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt nha. Hồng Y ơi, em đây. Đó, thì khi mà ghế không chính hãng thì không có được tính năng này đâu nha anh em. Cho nên á, anh em phải check thật kỹ. Bây giờ mời anh em xem qua gói nâng cấp limousine cho xe Kia Carnival ở Bình Phước này nha. Hẹn gặp lại anh em.